chào các bạn, tôi là Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia marketing online. Trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về phương pháp làm marketing online cho bất động sản trên Internet. Trong quá trình kinh doanh hiện tại trên Internet thì những người làm về bất động sản đang gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến việc xác định đối tượng khách hàng, lựa chọn kênh marketing phù hợp, làm sao để có thể tự triển khai cho mình những website, dự án đo lường và làm như thế nào để có thể tiếp cận được khách hàng một cách hiệu quả. Qua khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn được 5 cách thức. Cách thức số 1, chúng ta sẽ xác định được đối tượng khách hàng. Cách thức thứ 2, chúng ta sẽ xác định được kênh marketing phù hợp để có thể tiến hành chọn lựa, tiếp cận được khách hàng. Thứ 3, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự triển khai được website, landing page, blog để chúng ta có thể tự tiến hành viết nội dung để làm quảng cáo. Cách thứ 4 là tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện quảng cáo được trên Google, Facebook và cuối cùng hướng dẫn bạn cách đo lường để làm sao cho phần quảng cáo của chúng ta có hiệu quả. Như vậy thì bất động sản ngày càng cạnh tranh, phương thức marketing ngày càng thay đổi, nhưng có một điều là nếu những người nắm được phương thức marketing hiệu quả thì các bạn vẫn có thể tiến hành kinh doanh được tốt.